Chuyến xe buýt 95 lần đầu tiên đã đưa em đến với nơi đây. Xuân Hòa, mảnh đất tuy nhỏ bé nhưng đã để lại trong em quá nhiều kỷ niệm. Thấm thoát cũng 2 năm trôi qua, hành trình chạm tay tới ước mơ của em cũng dần dần hoàn thiện. Nhìn lại chặng đường ấy, em cảm thấy mình thật may mắn khi được học tập và rèn luyện dưới tình yêu thương của các thầy cô. Những bài giảng dịu dàng, tần tạo, ân cần luôn song hành cùng sự nghiêm khắc của cô, có lẽ chính là động lực giúp chúng em ngày một cố gắng. Trước đây, em luôn nghĩ rằng để trở thành một giáo viên dạy văn, chắc chắn quá trình học tập chỉ có thể là vùi mình ngày đêm vào đèn sách. Thế nhưng thầy cô nơi đây dường như đã mở ra trước mắt em một chân trời hoàn toàn mới. Chúng em được học tập, trải nghiệm và giao lưu với biết bao hoạt động bổ ích. Chính những điều đó đã hình thành và hôn đúc trong chúng em sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ. Học luôn đi đôi với hành, đó là điều mà chúng em đúc rút được trong sự nhiệt thành mà thầy cô đem lại. Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn những giây phút tuyệt vời mà các thầy cô trong khóa ngữ văn đã để lại trong em. Cảm ơn cả những lời trách phạt năm ấy, vì em biết rằng tất cả đều được chưng cất từ lòng yêu nghề, sự khát khao cống hiến, ý thức trách nhiệm sâu sắc của những trái tim luôn bồi hồi nhịp đập trước sự thành bại của chúng em. Cho phép em được gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy, các cô trong khoa ngữ văn. Em hy vọng rằng thầy cô sẽ luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc, sẽ luôn chỉ bảo tận tình, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, sẽ luôn là điểm tựa vững chắc, nâng góp chúng em có thể chạm tay tới ước mơ của mình. Nếu có ai hỏi cảm nhận của em về các thầy cô trong khóa ngữ văn mình, em sẽ không ngần ngại mà tự hào chia sẻ. Thầy cô trong em là điều tuyệt vời nhất, là điều đáng trân quý, yêu thương.